Đây là tin lành Đấng Christ, là quyền phép của Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi để giải phóng cho những ai tin. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học về đề tài cái sự cầu nguyện. Bữa trước chúng ta có học mình cầu nguyện đầu tiên Chúa. Ở đây là cái phương thức mà Chúa Giêsu muốn muốn mình cầu nguyện, tức là đầu tiên là mình tạ ơn Chúa, tức là mình tạ ơn Chúa là Cha tốt lành, Chúa là Cha vĩ đại, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng giống như là Ngài là đấng yêu thương. Cái sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Mình ca ngợi tức là bổn thánh của Ngài, ca ngợi cái sự tốt lành của Chúa, ca ngợi cái sự vĩ đại của Chúa. Sau đó mình ca ơn Chúa thì có trong tinh thần như vậy. Nhưng không có nghĩa là lúc nào mình cũng cầu nguyện giống như theo cái trình tự này. Thường ở trong nhà thờ tôi nhắc lại là chúng ta hay lặp đi lặp lại cái câu cầu nguyện chung, hay là mình gọi là cầu nguyện chung. Chúa không muốn chúng ta lặp lại ở đây, tức là Chúa muốn dạy chúng ta biết rằng cái cách cầu nguyện với Chúa là Chúa là một người cha của mình, Ngài cũng là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là cha của mình. Cho nên khi mình đến với Chúa, mình có cái sự kính trọng, ý là như vậy. Nhưng có lúc là mình đến với Chúa một cách giản dị như một người con với người cha. Ở bên Mỹ tôi học được nhiều cái, người con có những cái sự tự do với người con với người cha. Họ có thể tâm sự. Trong cái sự tâm sự đương nhiên vẫn có cái sự trân trọng hay là một cái sự kính trọng trong đó, nhưng mà không có bị quá gò bó hay là bị quá ràng buộc bởi những cái luật lệ của giống như là cái phong tục tập quán. Tôi thấy được cái đó rất là hay ở người Mỹ, giống là người cha người con có thể tâm sự một cách tự do, một cách đó mình đôi lúc mình đến với Đức Chúa Trời như vậy. Cho nên Chúa nói trong Hebrew đoạn 4 câu 16, hãy đến với Đức Chúa Trời, hãy đến với ngôi ơn phước, ngôi ơn ân điển của Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời ân điển, giàu lòng thương xót. Chúng ta đến có lúc chúng ta đến một cách giản dị, chẳng có lúc chúng ta kêu cứu Ngài, xin Ngài cứu con. Chẳng rất nhiều người lúc tai nạn người ta chỉ gọi Chúa Giêsu ơi đó, chỉ cần gọi Chúa Giêsu ơi là Chúa giúp đỡ chẳng hạn như vậy. Mình không có phải lúc nào cũng phải có trình tự như này, tức là đây là tức là cái Chúa Giêsu dạy để chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Có lúc chúng ta có lúc tôi cầu nguyện riêng tư với Chúa, tôi dành cái sự thông công của Chúa cầu nguyện, thế hạn tôi dành thời gian cầu nguyện 1 tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng đồng hồ, thì tôi thường dùng những cái cách thức này tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi tạ ơn Chúa, tôi cảm ơn Chúa, kêu người khen Ngài chẳng hạn như vậy. Có những lúc chúng ta chẳng hạn như ở chỗ làm hay là ở bất cứ chỗ nào chúng ta có cầu nguyện, ông Phaolô nói chúng ta cầu nguyện không thôi. Thì sau đó sau cái phần này tôi sẽ cũng tiếp tục chúng ta học những cái cách thức cầu nguyện hay là những cái sự cầu nguyện đó theo như Kinh Thánh dạy. Ở đây chúng ta muốn tức là theo Kinh Thánh dạy nhưng mà không có bị gò bó trói buộc theo cái suy nghĩ tinh lý của con người. Tại Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đến, Chúa giải phóng chúng ta những cái mà rất là gò bó chúng ta. Chúa Giêsu đến, Chúa giải phóng những cái mà con người chúng ta giống như là lập ra một cái giống như là một cái luật lệ, một cái khuôn khổ. Chúa cũng có những cái khuôn khổ nhưng mà Chúa rất là tự do, trong khuôn khổ có sự tự do. Chẳng hạn như vậy, hôm nay chúng ta tiếp tục đọc lại trong Ma-thơ đoạn 6, cũng là cái phân đoạn Kinh Thánh mà tôi làm nền tảng. Chúng ta đã học xong câu 9, hôm nay câu 10 là vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Thực sự vương quốc Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu đã đem đến chúng ta hơn 2000 năm về trước. Khi mà Chúa Giêsu đến, Chúa tuyên bố và giống như Chúa tuyên bố về vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với thế gian. Ở trước cựu ước chúng ta chưa bao giờ trong Kinh Thánh nhắc là vương quốc của Đức Chúa Trời. Chưa bao giờ có trong trong cựu ước, nhưng mà trong Tân ước rất là nhiều, nhắc đến 150 lần trong Tân ước. Như vậy chúng ta thấy rất là nhiều. Tại sao Chúa Giêsu đến, Chúa nói là vương quốc Đức Chúa Trời là như thế này. Chúa bày tỏ vương quốc Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. Chúa đến là Chúa nói là vương quốc Đức Chúa Trời đã đến. Cho nên Chúa khi chúng ta nói đến ở thiên đàng thì sao, ý Chúa ở dưới đất cũng như thiên đàng, tức là vương quốc Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết là ở trên thiên đàng thì không có sự bệnh tật, không có sự nghèo đói, không có cái sự già nua, nói chung là rất là hoàn hảo. Đó, đa số con cái của Chúa là chúng ta chờ đợi cái ngày mà chúng ta về với Cha ở trên thiên đàng. Đúng, điều đó không có sai hết, nhưng mà cái sự tập trung á, thì Chúa muốn chúng ta, khi chúng ta còn sống thế gian này, Chúa muốn chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh và đầy dẫy hiểu biết lẽ thật của Chúa, để chúng ta sống ở thế gian này để bày tỏ vinh hiển của Ngài, để bày tỏ cái vương quốc Đức Chúa Trời cho nhân loại. Khi Chúa Giêsu đến, Chúa mới nói là khi các ngươi thấy ta thì các ngươi thấy Cha, bởi vì ta với Cha là một. Khi Chúa Giêsu nói như vậy, dân Do Thái, dân Israel, người ta không có vui, tại vì họ nói là Chúa Giêsu kiêu ngạo, tại sao lấy mình mà làm là ngang hàng với Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu họ họ muốn ném đá Ngài mấy lần nhưng mà Ngài lẩn tránh đi.
chúng ta ta biết được. Tại vì Chúa Giêsu Chúa đến Chúa bày tỏ cho Đức Chúa Trời như thế nào, Đức Chúa Trời là ai. Tại trước đây người ta chưa biết được Đức Chúa Trời, tức là người ta người dân Do Thái trước đó chỉ biết được là Đức Chúa Trời là giống như là Đức Chúa Trời uy quyền quyền năng, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng là Cha yêu thương. Cho nên Chúa Giêsu đến Chúa bày tỏ cho Đức Chúa Trời là một người Cha đó. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu khi Ngài thấy kẻ đau, Ngài chữa lành cho họ. Khi Ngài thấy kẻ đói, Ngài cho ăn. Khi Ngài thấy những kẻ bị ma quỷ ức hiếp thì Chúa giải phóng cho họ. Cho nên chúng ta khi chúng ta đọc những cái đó, mình thấy được rằng đó là vương quốc Đức Chúa Trời. Tức là khi chúng ta nói đến vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta nói đến cái sự tốt lành của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đến, Chúa đem đến vương quốc cho chúng ta. Cho nên trong Giăng đoạn 10 câu 10 nói Chúa đến, Chúa cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật. Đó là như vậy. Tức là Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm thiên đàng ở trên đất này. Mặc dù chúng ta sống ở trên đất, nhưng mà chúng ta vẫn kinh nghiệm cái sự bình an, cái sự vui mừng. Và chúng ta có thể sống trong cái sự đắc thắng bình tật. Nhiều người bên Mỹ này người ta biết được lẽ thật, người ta không có bị bệnh tật cai trị. Thậm chí như bệnh ung thư rất là chuyện bình thường. Chắc quý vị cũng biết nghe nhiều về bên như bên châu Phi, những người bị bệnh tật là người ta cầu nguyện không thôi. Những cái bệnh mà nan y, chẳng hạn như bệnh HIV, những cái bệnh mà rất là phải nói là nan y, nhưng mà Chúa chữa lành. Đó, tức là vương quốc Đức Chúa Trời muốn được bày tỏ qua chúng ta. Nhưng mà nhiều người cứ khổ nổi là cứ chờ đợi để chúng ta giống như là nghiến răng cắn môi chịu đựng để chúng ta về với Chúa. Không, Chúa muốn chúng ta hơn đó nào cơ quý vị. Đương nhiên chúng ta sẽ về với Chúa, chúng ta đương nhiên chúng ta phải về với Cha ông ta. Đó là cái nơi chúng ta sinh ra. Nơi này là Chúa nói chúng ta tạm thôi. Ông Phêrô nói chúng ta là như kẻ đi, giống như là người đi hành, giống như đi hành hương, giống như là người tha hương. Và chúng ta là kẻ ở trọ thôi. Đó, ý muốn nói là chúng ta ở tạm thôi, nơi này không phải là nơi chúng ta, nhưng mà quê hương chúng ta chính ở trên thiên đàng. Nhưng trong thời gian chúng ta sống ở đây, Chúa muốn bày tỏ Ngài qua chúng ta. Như Chúa bày tỏ Chúa Giêsu là Cha của chúng ta đó, Chúa bày tỏ Chúa Giêsu cho chúng tất cả chúng ta, thì chúng ta thấy được dấu kỳ phép lạ Ngài làm. Thì Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời cũng muốn bày tỏ qua chúng ta cũng như thế, cũng thể ơi. Tại vì Chúa Giêsu nói, hễ ai tin ta cũng làm việc ta làm, thậm chí còn làm lớn hơn nữa. Đó, chúng ta đọc trong Giăng đoạn 14 câu 12. Bây giờ chúng ta coi là những cái việc mà Chúa Giêsu làm ha. Chúng ta coi là việc Chúa Giêsu làm rất là nhiều chỗ chép lại. Khi Chúa Giêsu giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu tuyên bố là vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với thế gian. Cho nên Chúa bắt đầu Chúa bày tỏ uy quyền quyền năng của Chúa. Chúng ta khi chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23 đấy ha. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23 chúng ta cùng đọc với tôi ha. Rất là nhiều chỗ chép lại những công việc của Chúa Giêsu. Ở trong Giăng có chép là nếu mà tất cả Kinh Thánh mà chép là tất cả những công việc của Chúa Giêsu làm đó, thì không có chỗ sách nào, thậm chí cả thế giới này không có đủ để chép lại. Như vậy tại sao chép lại có nhiều đó? Để cái sự học hỏi của chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng Chúa Giêsu không hề thay đổi hôm qua, ngày nay cho đến đời đời. Ở đây thậm chí thời kỳ với chúng ta bây giờ còn những dấu kỳ phép lạ ta là Chúa làm còn lớn hơn trước đây nữa. Đó là cái lời hứa của Chúa. Mà chúng ta cũng biết là vương quốc của sau rốt nó trội hơn vương quốc của ngày sau nó trội, tức là vinh hiển của ngày sau, xin lỗi quý vị, vinh hiển của ngày sau nó trội hơn vinh quang ban đầu. Amen. Trong câu 24 có chép như thế này, để chúng ta đọc từ câu 23 ha. Đức Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời, hay là vương quốc thiên đàng, hay là rao giảng tin lành của thiên đàng, và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu trong dân chúng. Đó, chúng ta thấy rằng ở đây là khi Ngài rao giảng tin lành vương quốc của Đức Chúa Trời, hay là tin lành Đấng Christ, hay là tin lành của nước thiên đàng, thì chúng ta thấy là những dấu kỳ phép lạ được cặp theo lời của Chúa giảng. Thì chúng ta thấy là môn đồ của Chúa cũng làm y chang như vậy. Tức là Chúa ở đây, Chúa muốn bày tỏ cái vương quốc của Đức Chúa Trời cho thế gian, để thế gian biết rằng khi mà Chúa đến, Chúa nói là Chúa đem cái sự tốt lành. Cho nên Chúa Giêsu nói đây là tin tức tốt lành, cho nên hãy tin, đây là cái sứ điệp tốt lành. Tức là cái sứ điệp đó là giải phóng cho con người. Tôi ở đây tôi chia sẻ cái sứ điệp, nếu quý vị đón nhận những điều này, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái sự chữa lành về bệnh tật. Không cần phải mục sư cầu nguyện chúng ta. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được, không phải là giống như thường thường ở trong nhà thờ hay là trong một số giáo phái ta chỉ dạy là một số người có đặc ân hay là có ân tứ để chữa lành. Không, quý vị, chúng ta là con. Chúa muốn chúng ta là, Chúa nói là hễ ai đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Nếu chúng ta tin, chúng ta đặt tay thì chúng ta sẽ tới. Trước đây tôi cũng không bao giờ tin những cái điều mà
vương quốc Đức Chúa Trời, tại vì tôi không có được dạy. Nhưng mà khi tôi bắt đầu làm á, tôi thấy tôi đặt tay trên người đau, tôi cảm thấy để tôi thấy được cái sự chữa lành. Như con đầu của tôi, con tôi á, năm nay cô bé đó mà con của tôi được 16 tuổi, hơn 16 tuổi, khi bị bệnh viêm gan siêu vi B, dì của nó chết lúc mà ở Việt Nam. Thì lúc mà tôi qua bên Mỹ rồi, tôi nghe là con tôi bị bệnh viêm gan siêu vi B, cả gia đình rất là sợ hãi, tại vì đã có một người chết trong gia đình rồi về cái bệnh viêm gan siêu vi B. Không được ăn thịt, ăn trứng, nói chung là tất cả những đồ bổ không được ăn. Nhưng khi con tôi qua Mỹ năm 2009, thì khi tôi thấy như vậy, tôi rất là giận dữ ở trong lòng. Bắt đầu tôi mới đặt tay trên cô bé, tôi mới cầu nguyện cho con của tôi, trong danh Chúa Jesus Christ ta truyền lệnh tất cả bệnh tật hãy lui ra thân thể của con tôi. Từ đó là ngày hôm sau tôi nói con đã được chữa lành rồi. Mặc dù á là chưa thấy gì hết, mà đứa trẻ nó đón nhận rất dễ dàng. Thì ngày hôm sau nó ăn đến bây giờ nó cao gần 1,7 m, cảm ơn Chúa. Nó khỏe mạnh, nó học và nó lớn mạnh mẽ, của tôi cảm ơn Chúa nhiều. Thưa quý vị, nếu mà tôi không biết được những cái điều này, tôi cứ nghĩ là những cái nhờ mục sư hay là những không, tôi không có loại trừ. Đương nhiên có lúc chúng ta nhờ anh em cầu nguyện không sai hết, điều đó không sai. Nhưng ý ý tôi muốn nói đây là Chúa muốn chúng ta hiểu biết được lẽ thật này đến sao, để chúng ta cũng đem vương quốc Đức Chúa Trời tất cả chúng ta đi đâu. Thường thường người ta nói là chỉ có những người mục sư hay là những người làm việc Chúa trong nhà thờ mới mới chia sẻ về lẽ thật. Không, Chúa muốn chúng ta tất cả con cái của Chúa chia sẻ về vương quốc Đức Chúa Trời, chia sẻ với sự chết và sống lại của Ngài, chia sẻ về sứ điệp của Ngài để sao, để mọi người được biết về cái sứ điệp của sự tốt lành của Đấng Christ. Đó là vương quốc Đức Chúa Trời. Khi chúng ta kinh nghiệm được, như tôi cảm ơn Chúa, tôi kinh nghiệm được đó là cái sự mà phước hạnh mà Chúa nhờ Chúa Giêsu đem đến. Khi Chúa chết đi, Chúa sống lại, là Chúa đã giao trao quyền cho những ai tin Chúa cũng sẽ làm như việc Chúa làm. Chúa không nói là mục sư hay là thầy truyền đạo hay là những cái ban chấp sự làm những cái việc đó hay là những cái người lãnh đạo, không. Kinh Thánh không chép như vậy. Chúa nói là hễ ai tin ta, đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành, đuổi quỷ, mình lấy danh của Chúa Giêsu, mình có quyền năng uy quyền của Chúa Giêsu, mình làm điều đó. Khi mình tin điều đó nó sẽ hoạt động, khi mình không tin thì nó sẽ không hoạt động. Ok, chúng ta cảm ơn Chúa. Ở đây câu 24, chúng ta đọc câu 24. Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Syria, người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, đồng kinh bại sồi đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành tất cả, nhưng Chúa chỉ chữa lành cho những ai đến với Chúa mà thôi. Chúa không chưa chữa lành tất cả những cái người ở ngoài, Chúa chỉ chữa cho những ai. Như vậy Chúa nói chúng ta biết ngày hôm nay, nếu mà chúng ta tin á, chúng ta đến với Chúa, chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta kinh nghiệm được. Tôi kinh nghiệm được rất là nhiều lần cái sự chữa lành của Chúa trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó, về lẽ thật đó. Cho nên có một số người nói là ô anh có ơn tứ nữa không? Chúng ta là con. Chúa Giêsu nói sao? Ta là con của Đức Chúa Trời, ta là con người. Cho nên tất cả của Cha là của ta. Ok, tất cả của Đức Chúa Trời cũng là của ta. Tại vì chúng ta thừa kế với Chúa Giêsu Christ. Không? Chúa Giêsu như thế nào ở trên thiên đàng, chúng ta cũng thể ở thế gian này. Như vậy nếu mà Chúa Giêsu chữa lành thì chúng ta cũng làm được, bởi Thánh Linh, cũng giống như Thánh Linh mà khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại ở trong chúng ta. Roma đoạn 8 câu 11 đó, nếu chúng ta, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải tin. Nếu chúng ta không tin thì nó không có hoạt động với chúng ta. Thưa quý vị, đây không phải là công thức mà tin, cái niềm tin nó nằm ở trong lòng. Trong Mark đoạn 11 câu 23 đó, nếu chúng ta nói với núi này hãy dời đi đó, mà không nghi ngờ trong lòng mình, và nó sẽ vâng phục mình. Tức là nói với những sự khó khăn như cái nan đề chúng ta, là nó sẽ hiện. Tiếng Anh nó là if you say to this mountain be removed, be cast to the sea, will not doubt in your heart, but believe that those things you say will come to pass, you will have whatever you say. Đó, khi chúng ta nói mà chúng ta tin, điều đó chúng ta kinh nghiệm. Đó, chúng ta cảm ơn Chúa. Rất là nhiều câu kinh thánh chép lại Chúa bày tỏ vương quốc Đức Chúa Trời cho chúng ta. Sách Giăng như tôi hồi nãy tôi đã có nhắc đến là Chúa dùng uy quyền của Ngài, Chúa chữa lành những con cái của Chúa, Chúa chữa lành những cái anh em bị ma quỷ ức hiếp, rất 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 là nhiều chỗ. Chúng ta đọc lại trong tôi đọc công vụ các sứ đồ bằng đoạn 10 ha, công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 38. Chỗ này rất là thân thuộc. Tôi cũng rất là thích chỗ này, tôi cũng là nói về về Chúa Giêsu, tại sao cái sự hiện diện của Chúa ở thế gian này. Ở đây cho chúng ta biết rất là rõ. Câu 38, thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Jesus Christ, hay là Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Thánh Linh và quyền năng. Ok, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người ma quỷ ức hiếp hay là ma quỷ ức chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Đó, Chúa Giêsu làm bởi vì Đức Chúa Trời ở của Ngài. Chúa Giêsu làm bởi vì Ngài đầy dẫy Thánh Linh. Chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta điều này chúng ta cần tập tành. Giống như là mình khi mà mình không có biết, giống như là Chúa cho chúng ta một cái tài khoản, Chúa cho chúng ta những cái đặc ân, nếu chúng ta không biết những đặc ân này thì đảm bảo chúng ta sẽ không sử dụng nó. Cho nên vương quốc Đức Chúa Trời đó, Chúa muốn tiếp tục làm việc qua chúng ta. Thời kỳ của những môn đồ đã qua rồi, bây giờ thời kỳ của chúng ta. Ông Phao-lô đã chết đi rồi, chúng ta là người tiếp tục nối dõi để công việc của Chúa tiếp tục lan ra. Cho nên tôi khuyên quý vị để chúng ta mở tấm lòng ra để đón nhận những cái lẽ thật này. Để sao? Để tin tức tốt lành của Đấng Christ có tác dụng trong cuộc đời chúng ta. Như trong Hebrew đoạn 4 câu 2 có chép rằng đó, tại sao tin lành Đấng Christ cũng có giảng ra khắp nơi, tại sao điều đó không có đem lại lợi ích cho họ? Bởi vì sao? Tại vì họ không có trộn với đức tin. Đó. Tiếng Anh gọi là they have not mixed with faith. Đó. Để tôi đọc trong Hebrew đoạn 4 câu 2 đây thì chúng ta thấy được hy vọng ở đây dịch rất là sát với tiếng Anh. Vì tin lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời họ nghe không đem lại ích lợi gì vì trong khi nghe họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. Cảm ơn Chúa, dịch rất là chính xác. Tôi cảm ơn cái bản dịch này rất là tốt. Đó, tức là tin lành đã rao giảng chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời nghe không đem lại cái sự ích lợi vì trong khi họ nghe đó, họ không tiếp nhận lời ấy bằng đức tin. Tức là phải trộn với đức tin. Cái lời của Chúa khi mình nghe đó, mình trộn với đức tin. Chẳng hạn như khi Chúa nói là hãy đặt tay thì cái người đau á, người đau sẽ được lành. Mình phải tin, tức là mình lấy đức tin mình đặt tay. Chứ mình con người mình đâu phải chữa lành đâu. Có một số người hỏi tôi tại sao anh dám đặt tay trên kẻ đau. Anh có như vậy là anh dám khẳng định là anh là người sẽ chữa lành được không? Tôi nói không. Tôi không phải là cái người sẽ chữa lành. Tiếng Anh nói là I'm not a healer. Nhưng mà khi tôi đặt tay đó, giống như là cái điểm tựa để mà quyền năng của Chúa phóng thích qua người đó. Bởi vì lời Chúa nói như vậy, tôi tin lời Chúa nói như vậy, cho nên tôi làm điều đó. Đó là cách mà chúng ta kinh nghiệm được lời Chúa, chúng ta tin. Trong Gia Cơ có chép rằng nếu chúng ta nghe mà chúng ta lấy làm đủ mà không có làm theo á, thì chúng ta nghe như vậy là chúng ta chưa tin. Tức là việc làm chúng ta nói đến đức tin của chúng ta đã tròn vẹn trong chúng ta. Cho nên khi chúng ta làm, chúng ta phóng thích đức tin. Tức là tại sao chúng ta làm? Bởi vì chúng ta tin. Chẳng hạn như tôi có những cái tôi tin cho nên tôi làm. Đó. Tức là việc làm của chúng ta nói lên đức tin của chúng ta. Cho nên ông Gia Cơ nói đức tin không có việc làm, đức tin chết. Có nghĩa là khi người đó nói tin nhưng mà không có việc làm gì hết. Có nghĩa là người đó thực sự không có tin gì hết. Đó. Tức là việc làm của mình nó nói lên cái đức tin của mình bằng cái sự hành động. Ok, chúng ta cảm ơn Chúa. Đó là vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa nói là giảng về vương quốc Đức Chúa Trời đến. Đó, vương quốc Đức Chúa Trời đến. Ý của Chúa ở trên trời, ở đất cũng như trên trời. Chúa muốn chúng ta sống, mặc dù chúng ta sống trong thế gian này, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được được bóng trái của thiên đàng, kinh nghiệm được cái sự vui mừng tại vương quốc Đức Chúa Trời này, cái sự công bình, sự bình an. Vương quốc Đức Chúa Trời là sự công bình, sự bình an và sự vui mừng trong Thánh Linh. Ở đó tôi chép trong Roma đoạn 14 câu 17. Cho nên đó, khi mình sống trong vương quốc Đức Chúa Trời đó, mình sống trong cái tinh thần như vậy. Mình không có nhìn những cái hoàn cảnh, tức là mình sống vượt trên hoàn cảnh của mình. Đó, Chúa muốn chúng ta là bước đi trong cái tinh thần của vương quốc Đức Chúa Trời như vậy. Chúa Giêsu nói ở thế gian chúng ta sẽ gặp hoàn nạn, nhưng mà chúng ta hãy sống vui mừng. Hồi sáng Chúa dạy tôi những cái rất là hay. Có thể hôm nay tôi cảm động, tôi có thể chia sẻ với quý vị. Nhiều người chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta hầu việc vì trách nhiệm. Thậm chí chúng ta hầu việc Chúa hết lòng bằng trách nhiệm. Nhưng nhiều lúc á, chúng ta không kinh nghiệm được những cái sự tốt lành của Chúa. Thậm chí những cái sự bình an, sự vui mừng chúng ta không kinh nghiệm. Tại sao quý vị? Hồi sáng Chúa dạy tôi một bí quyết. Khi chúng ta làm tất cả điều gì làm hết lòng á, làm cho Chúa. Đó, hết lòng. Nhưng mà chúng ta không có sự vui mừng trong cái làm đó. Điều đó không có ích lợi cho chúng ta. Chúng ta phải làm việc Chúa bằng cái sự vui mừng. Cho nên Chúa dạy tôi là con làm bất cứ cái gì, mặc dù con làm hết lòng cho ta, nhưng với điều kiện á, để con kinh nghiệm được cái sự tốt lành của ta, con phải làm bằng cái sự vui mừng. Giống như nhiều người, tôi nhắc lại á, giống nhiều người chịu đựng công việc của Chúa rất là giỏi, nhưng mà họ không có chịu đựng trong cái sự vui mừng.
Cho nên mình sẽ có cái kinh nghiệm được cái sự tốt lành của bông trái của tinh lành Đấng Christ đem lại cho mình. Hồi sáng Chúa dạy tôi, tôi bừng sáng. Cả ngày hôm nay tôi sống trong cái sự vui mừng đó. Tôi nói với Chúa, con cảm ơn Chúa cho con cái sự mặc khải này. Rất là nhỏ, đối với tôi rất là nhỏ, nhưng mà trong vương quốc của trời đó là một cái chìa khóa. Tại sao Chúa Giêsu bởi cái sự vui mừng ngày chịu thập tự giá? Ông Phaolô nói là tôi kết thúc cái cuộc đua của tôi một cách vui mừng. Đó, tức là cái sự vui mừng nó nói đến là chúng ta không có bị thống trị bởi hoàn cảnh, chúng ta không thống trị bởi những cái sự xung quanh xảy ra, và chúng ta sống trong tinh thần của thiên đàng. Thiên đàng đó có buồn đâu, trên thiên đàng lúc nào cũng nhảy múa mà. Nhảy múa hoài, tôi nhiều người đến thiên đàng. Nếu quý vị coi trong trong YouTube, bà Katker bay lên thiên đàng và nói là trên đó party suốt ngày suốt đêm mà. Tại vì không có ngày đêm cho nên họ họ vui mừng luôn luôn. Đúng, ông Phaolô ông ở trong tù nó hãy vui mừng. Một lần nó nói hãy vui mừng luôn luôn. Trong Philip lúc ông đang ở tù. Đó, tức là ông biết được tinh thần của thiên đàng. Tại vì ông Phaolô ông có lên thiên đàng. Ông nói là lúc bây giờ ông có chưa được nói ra. Ông lên thiên đàng, ông tầng trời thứ ba. Nếu quý vị đọc trong các thư tín của Phaolô trong Corinto cũng có chép rằng Ý cha được nên ở đất dưới trời. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm vương quốc của Chúa ở dưới thiên, ở dưới đất này, để sao? Để chúng ta nói với người khác rằng Chúa chúng ta là có thật. Chúa chúng ta có mắt nhìn thấy, có tai nghe và có lòng có sự hiểu biết. Không phải những cái anh những người mà họ thờ phượng những cái thần tượng. Có mắt mà không nhìn thấy, có tai mà không nghe, không có lòng, đâu có lòng để hiểu biết đâu. Đó, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng hàng sống. Chúng ta cảm ơn Chúa. Những cái gì trong lòng chúng ta Ngài đã biết cả rồi. Đó, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cha chúng ta rất là vĩ đại. Ở đây Chúa muốn chúng ta biết được cái tinh thần khi chúng ta cầu nguyện á, là Ngài biết gì chúng ta là có cái sự thông công. Chúng ta cầu nguyện với Chúa giống như chúng ta thông công hai chiều. Có lúc tôi cầu nguyện, có lúc tôi Chúa muốn tôi lắng nghe Chúa. Có lúc là tôi đến nói Chúa ơi, Ngài muốn nói gì với con. Thì tôi thậm chí tôi cũng cần nói những cái điều cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Tôi nói là Chúa ơi, Ngài muốn nói gì với con hôm nay. Có lúc Chúa đánh thức tôi dậy lúc đêm khuya, có con đây Ngài, xin Ngài nói. Vậy thôi, tôi không cần phải nói là ôi tạ ơn Chúa này nọ, không. Cái đó là cái gọi là cái mối quan hệ. Đó, Chúa muốn chúng ta hiểu được như vậy. Không phải ràng buộc hay là trói buộc chúng ta một cái khuôn khổ. Đúng, có những cách chúng ta khuôn khổ. Có nhiều người nói là phải quỳ với cầu nguyện. Không, thậm chí chúng ta đứng, chúng ta ngồi, Chúa lúc nào cũng nghe chúng ta. Chúa nghe chúng ta và Chúa cũng nói chuyện. Đôi lúc chúng ta không nghe, tại vì chúng ta quá xác thịt tư tưởng, chúng ta quá con tư tưởng loài người, chúng ta không nghe được. Cho nên chúng ta phải vượt khỏi ra con loài người để chúng ta nghe Chúa. Tại vì lấy đức tin, khi chúng ta nói lấy đức tin đó, chúng ta vượt ra bản thân chúng ta. Amen. Ở đây Chúa Giêsu bày tỏ chúng ta thấy được nhiều người bây giờ chống lại cái sự tốt lành của Chúa. Khi nói phép lạ hay là nói tiếng mới thì người ta chống lại. Chính những cái đó là cái sự mà Chúa cho chúng ta. Giống như là một người mà thờ mộc đó, những cái đó là những cái đồ nghề để chúng ta đi làm nhà. Chúng ta xây vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta cần những cái phương tiện Chúa cho chúng ta. Như Thánh Linh, Đức Thánh Linh, nhiều người chống đối Đức Thánh Linh. Khi nhất là người đó cầu nguyện tiếng mới, thường thường tiếng Việt hay dịch là cầu nguyện tiếng lạ. Tôi không có đồng ý lắm với câu dịch tiếng lạ. Tại vì tiếng mới hoặc là nói bằng lưỡi đó, thì tiếng mới thì tôi nghĩ hay hơn. Tại vì trong Mác đoạn 16 có nói là trong câu 16, 17, câu 17, 18 nó có nói là người nào tin cũng sẽ nói tiếng mới. Thì những người tin đều nói tiếng mới, không phải là một số người để ban cho ân tứ, không. Tất cả mọi người tin, giống như người nào tin thì được sự cứu rỗi. Ý như là tất cả mọi người tin thì đều được sự cứu rỗi. Đó, còn nơi tiếng mới cũng như vậy. Đương nhiên một số người vì niềm tin, vì sự hiểu biết về về lẽ thật đó chưa được rõ ràng thì người ta sợ không dám nói tiếng mới. Nó nói, ô cái này đến ma quỷ. Tôi có một người nghe tôi chia sẻ về đầy dẫy Thánh Linh, làm sao quý vị có thể đón nhận được cái sự báp têm bằng Thánh Linh. Anh chàng anh cầu nguyện anh đón nhận, tự nhiên anh cầu nguyện ở tiếng mới, anh sợ quá, anh nhắn tin cho tôi nói ơi anh chết ơi, tại sao em tự nhiên em nói cái tiếng nói gì em không có biết, làm cho em sợ quá, em tưởng ma quỷ con. Thì tôi mới giải thích nó không, tại vì em xin Chúa để báp têm bằng Thánh Linh, cho nên Chúa báp têm bằng Thánh Linh, cho nên em Chúa ban cho em cái ngôn ngữ đó, em cầu nguyện với Chúa. Đó, khi chúng ta cầu nguyện với tiếng mới đó, chúng ta phóng thích ra, chúng ta cầu nguyện bằng cái sự siêu nhiên của Chúa. Đó, chúng ta không có cầu nguyện được những cái thổn thức ra, những cái lời nói trong lòng mà, nhưng mà Thánh Linh cầu thay chúng ta, mặc dù cái lời nói chúng ta không hiểu. Tôi thường mỗi lần tôi cầu nguyện tiếng mới tôi không hiểu cái gì, nhưng mà khi tôi cầu nguyện 5-10 phút đó, cái cầu nguyện lời đó nó phát ra một cách, nó đem lại cái sự khích lệ giống như mình sạc lại bình của mình. Ok, đó chúng ta thấy là khi mà giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta thấy là dấu kỳ phép lạ, những cái sự chữa lành, những cái này đã được phóng thích ra. Chúng ta cũng đọc rằng trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24 có chép như thế này.
Tôi thuộc tiếng Anh nhưng mà bây giờ tôi muốn đọc là tiếng Việt để chúng ta cùng nhau đọc ha. Để ta làm quen với Kinh Thánh. Chúng ta cần yêu mến Kinh Thánh. Hay nghiền Kinh Thánh đấy quý vị. Nó sẽ đem lại cái sự sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự vĩ đại cho chúng ta. Bởi vì Cha chúng ta là vĩ đại. Ở trong lời Chúa là toàn là sự vĩ đại. Chúng ta thấy được những cái sự vĩ đại, tức là vượt quá giới hạn con người. Đoạn 2 câu 24, Ngài mang tội lỗi chúng ta trên thân thể Ngài, trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công bình. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được lành bệnh. Nhờ vết thương của Ngài mà anh em được lành bệnh đó. Chúng ta bởi những lần roi Ngài chịu chúng ta được lành bệnh. Nếu chúng ta tin điều đó thì những cái sự lành bệnh chúng nó sẽ thực hiện, nhưng nó sẽ có tác dụng trên cuộc đời chúng ta. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa, đó là lời Chúa cho chúng ta biết được những cái sự ông Phê-rơ thì ông hiểu được này, ông Phê-rơ thậm chí cái bóng của Phê-rơ thôi đi qua người ta được chữa lành luôn. Ok, quỳ nói ô nói ông chết này, ông sao ông nói gì mà dữ vậy. Thật sự tôi mở cho quý vị xem trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 12. Ok, đoạn 5 câu 12, câu 12 đến đến câu 16. Tôi sẽ đọc câu 12 với câu 15 á. Đó, bây giờ nhiều phép màu, ok, đây là bây giờ nhiều có nhiều phép màu hay là phép lạ và dấu lạ được thực hiện giữa dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Đó, qua sứ đồ Chúa làm việc, qua sứ đồ đó thì tất cả dấu kỳ phép lạ, tất cả các tín hữu hiệp ý nhóm nhau dưới hiên của Salomon. Câu 15 này, đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố đặt nằm trên giường và chõng để Phêrô đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngã trên một người bệnh được lành. Nó bóng của Phêrô tôi đi qua, người ta được chữa lành bệnh. Người ta thấy không? Rất là siêu nhiên. Trong trong phúc âm của Chúa Giêsu không có chỗ nào chép rằng Chúa Giêsu, bóng của Chúa Giêsu được chữa lành. Có thể có tại vì trong Kinh Thánh không chép lại, nhưng chúng ta thấy ở đây là khi Phêrô đi qua đó, bóng của Phêrô thôi cũng được chữa lành, tại vì người ta đặt rất là nhiều người. Thì câu 16 này, dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Jerusalem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị tà linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành. Chúng ta thấy không? Tất cả đều được chữa lành. Chúng ta cảm ơn Chúa. Không phải một số người. Theo người ta nói, ô tôi bệnh, chắc Chúa không có chữa tôi đâu. Chúa chữa không, Chúa không có vị này ai hết. Tôi ta đọc trong Roma đoạn 1, đoạn 2 câu 11, Chúa không vì nể, rất là nhiều chỗ khác cũng chép. Tại vì cái đức tin, khi mình đến, mình lấy đức tin mình đến, Chúa sẽ chữa lành. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Đó, chúng ta thấy được là vương quốc Đức Chúa Trời được bày tỏ ra như vậy. Tại vì Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Còn ở Philip thì sao? Rất là nhiều cái khác. Ở đây tôi chỉ lấy một số kinh thánh để chúng ta biết được là, tức là những cái việc Chúa làm đó, tức là trải qua thế hệ. Chúa Giêsu tiếp tục làm qua môn đệ của Ngài, qua Thánh Linh. Đó, hôm nay là đến thời điểm của chúng ta, đến lúc chúng ta là người cần làm theo lời Chúa thưa quý vị. Ở đây mục tiêu tôi chia sẻ, tôi muốn quý vị đón nhận, đấy là gọi là sứ điệp tốt lành. Chúa đem đến cái sự tốt lành cho chúng ta, để chúng ta đón nhận cái sự tốt lành này, để chúng ta kinh nghiệm được ở trên thế gian này những cái bông trái của thiên đàng. Ok, để chúng ta cùng nhau kinh nghiệm sự tốt lành, sự phước hạnh của Chúa ở trên thế gian này. Để chúng ta nói với tất cả mọi người đó, đó tại sao tôi tin Chúa Giêsu, tôi được Chúa chữa lành. Chúng ta có dạng gì để nói với những người ngoài đó cái sự tốt lành, tại vì cái sự tốt lành nó khiến người ta thay đổi, khiến người ta ăn năn. Roma đoạn 2 câu 4 đó, cái sự tốt lành của Chúa khiến cuộc đời chúng ta. Tôi nếu mà tôi không có kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa, tôi đã nói với quý vị trước đây rồi, mà tôi sẽ nói nữa, tôi sẽ nói mỗi lần tôi nói tôi được khích lệ. Thưa quý vị, cái sự tốt lành của Chúa thay đổi tôi, chứ không phải là cái sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có trừng phạt mình. Thời kỳ này là thời kỳ ân điển dành cho mình. Đương nhiên ngày Chúa phạt mình sẽ đến. Ok, những người không tin họ chỉ vào hồ lửa đời đời. Cái đó thực sự hồ lửa không có dành cho mình, dành cho ma quỷ. Nhưng mà nếu mình không tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế đó, thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ đó. Bây giờ chúng ta nói tôi không tin đâu, người ta nói mấy cái tuổi này nó nói hơn 2.000 năm đâu thấy điều gì xảy ra, có tất cả mọi việc cũng như bình thường hàng ngày thôi. Thưa quý vị ơi, bởi vì Chúa chịu đựng á. Bởi vì cái sự thương xót của Chúa rất là lớn, Chúa chịu đựng, chứ không phải là lời hứa của Ngài chậm trễ đâu. Bởi vì Chúa chịu đựng. Tôi mở ra trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 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 3 câu 9 này để quý vị thấy. Đó, cũng có ở chỗ Timôthê thứ thứ nhất đoạn 2 câu 4 cũng có chép ở đây.
Phi rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9 đây, lời Chúa chép: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu. Thế chúng ta thấy không? Chúa không có chậm trễ, bởi vì sao? Tại sao Chúa không chậm trễ? Bởi vì nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em. Thế Ngài kiên nhẫn với chúng ta. Ngài kiên nhẫn với tất cả mọi người để sao? Không muốn một người nào chết mất và muốn mọi người đều ăn năn. Ăn năn có nghĩa là đón Chúa Giêsu, tin nhận Chúa Giêsu để vào thiên đàng, nơi đó là Chúa tạo dựng cho chúng ta. Sở dĩ cái đó Chúa Giêsu chết đi xong lại. Chúa để Chúa đem chúng ta về với Chúa. Đó cho nên chúng ta bây giờ công việc chúng ta phải rao ra. Thử hỏi nếu chúng ta không kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa thì làm sao chúng ta có thể nói về sự tốt lành của Chúa, thưa quý vị? Tôi nói với quý vị, nếu mà tôi không kinh nghiệm Chúa thì hôm nay tôi không bao giờ, quý vị sẽ không bao giờ nghe tôi nói về cái sự tốt lành của Chúa. Tôi không bao giờ mà dạn dĩ nói về sự tốt lành của Chúa. Bất cứ chỗ nào tôi không có ngại. Ở chỗ làm tôi người ta đòi đòi đuổi tôi từ chỗ làm. Tôi cảm ơn Chúa, tôi nói là tôi vui mừng tôi chịu đựng những cái sự đó. Tôi nói với họ rằng Chúa tôi là đấng ban phát cho tôi. Chúa là Đức Chúa Trời đấng toàn năng, là đấng đã đem tôi từ Việt Nam qua Mỹ, mà chính Ngài là đấng là đã và đang và tiếp tục sẽ chúc phước cho tôi và ban phước cho tôi. Ngài là đấng giúp đỡ, Ngài là đấng chăn chiên tôi sẽ không thiếu của tốt gì. Bởi vì Đức Chúa Trời, lời Chúa nói như vậy, tôi tin, cho nên tôi có cái sự dạn dĩ. Tại tôi kinh nghiệm được những cái sự phước hạnh bởi khả năng tôi không bao giờ được. Chẳng hạn như khả năng tôi nói với tiếng Anh thôi. Hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi ao ước được nói tiếng Anh bập bẹ thôi, tôi đã vui mừng rồi. Bây giờ tôi nói tiếng Anh không có thua gì người Mỹ. Tuy rằng cái sự phát âm nó có thể chưa chuẩn 100%, nhưng mà người Mỹ nói sao tôi cũng hiểu được. Giống hồi xưa tôi ao ước được được nói tiếng Việt, tôi được nói tiếng Anh trôi chảy như tôi nói tiếng Việt bây giờ đó. Thì bây giờ tôi nói tiếng Anh còn hơn tôi nói tiếng Việt nữa, tại vì những cái từ tiếng Anh tôi không thể giải thích bằng tiếng Việt được. Tức là từ tiếng Anh, chẳng hạn tôi học Kinh Thánh tôi rất là thích bằng tiếng Anh. Tại sao? Tại tiếng Anh nó rất là nhiều từ, tại vì tiếng Anh nó mượn rất là nhiều ngôn ngữ khác. Thưa quý vị, đó là cái sự tốt lành của Chúa. Nếu mà tôi không có kinh nghiệm, tôi không có dám dạng gì. Bây giờ, trước đây là tôi một người mà đứng trước đám đông, tôi không bao giờ nói được lời nào. Trừ khi tôi mượn uống rượu say, tôi mới dám nói. Tôi hay dẫn chương trình đám cưới. Có lúc tôi phải uống rượu say say, tôi mới lên, tôi mới nói. Tôi không có mắc cỡ. Thường tôi rất là mắc cỡ. Nhưng thưa quý vị, sau khi tôi được báp têm bằng Thánh Linh, điều đó không còn nữa. Tôi không còn mắc cỡ nữa. Bây giờ tôi đứng 100 người hay là 1.000 người để chia sẻ với lẽ thật của Chúa, hay là nói về sự tốt lành của Chúa, tôi không có cái gì mà gọi là mắc cỡ hay là buồn rầu hay là sợ hãi nữa. Tại sao? Tôi dằn dĩ trong cái sự tốt lành của Chúa. Tôi biết là Đức Chúa Trời là có thật, chứ không phải giống như là người ta chỉ tin những cái niềm tin khác, thao thao nói về lý thuyết không có thực tế. Đây là thực tế, thưa quý vị. Những gì tôi chia sẻ với quý vị đây là những sự kinh nghiệm. Mà không phải riêng mình tôi, nhiều người khác cũng kinh nghiệm Chúa, cũng y chang như vậy. Những người mà kinh nghiệm Chúa, kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa, không bao giờ mà không muốn nói. Giống như mình ăn đồ tốt, thường thường tôi uống cà phê ngon, tôi hay nói với quý vị, nói với những người đồng nghiệp của tôi, nói, hồi cà phê này ngon lắm. Sao mà anh chết, lúc nào anh làm cái gì anh cũng ngon, ăn cũng ngon. Thực sự là như vậy, tôi ăn rất là ngon. Ăn cũng ngon, đồ ăn gì ăn cũng ngon. Có như trừ những cái mà mình không quen ăn. Nó cà phê rất là ngon, thực sự những cà phê đó rất là ngon. Tôi mới nói, tôi ngon lắm, ăn thử đi, uống thử. Nó nói, có một ly sao, thử chia sẻ ra, bớt ra, nó uống thử. Nó ngon, tôi mình muốn chia sẻ với người khác. Cho nên, tin tức tốt lành, nó tốt lành, tôi muốn chia sẻ để người ta cũng kinh nghiệm. Tôi không muốn kinh nghiệm một mình tôi. Sở dĩ điều đó, tôi làm điều này. Để sao tôi muốn kinh nghiệm, tôi muốn quý vị kinh nghiệm giống như tôi. Điều này là lẽ thật và thực tế, thưa quý vị. Tôi làm chứng là những điều này là thực tế, không có sự giả dối. Và tôi kinh nghiệm được điều này. Tôi tin những quý vị mà nghe, quý vị cũng kinh nghiệm Chúa. Có thể là quý vị chưa dạn gì để nói ra, nhưng quý vị cứ đeo đuổi Chúa đi. Đến một ngày nó nói, quý vị không còn biết mình là ai nữa. Quý vị chỉ nói, đôi lúc nói thao thao bất tuyệt, quên quên cả bản thân mình. Có lúc tôi đang ở chỗ làm, tôi đang làm khách tay, tôi đang dũa tay khách, đang làm móng tay cho đẹp, mà miệng tôi thì thao thao nói về sự tốt lành của Chúa. Chủ của tôi nói, anh chết, anh chết, anh chết. Anh phải làm chứ, khách đông quá vậy. Anh tới sao anh ngồi, anh tám hoài. Cuối không hiểu, có lúc Chúa cảm động tôi phải nói những cái điều mà rất cần nói. Đó, chẳng hạn khi mình biết được cái đó là cái sự tốt lành, mình không thể mà không nói được. Đó, Chúa Giêsu gánh tất cả gì. Đó, Phêrô kinh nghiệm được Chúa, cho nên Phêrô đi đâu. Thậm chí Phêrô, chúng ta biết lần ông đóng đinh ngược, nhưng Chúa Giêsu đóng đinh ở trên đầu, trên ông đóng đinh đầu dưới. Chúng ta thấy sao? Cái đó là một cái sự vui mừng, cái sự chịu đựng á, cái sự vui mừng. Cho nên ở đây chúng ta, Chúa muốn chúng ta biết rằng vương quốc Đức Chúa Trời là có cái sự vui mừng, có sự bình an, có tình yêu thương. Đó là mình sống trong vương quốc Đức Chúa Trời. Mặc dù con cái của Chúa nhưng mà không có nhiều người biết đến vương quốc Đức Chúa Trời.
Cho nên họ cứ sống giống như là người là giống như là cố thủ, khi nào mình chết về với Chúa. Điều đó không sai, nhưng mà khi mình làm như vậy, mình mất đi những cái đặc ân, mình mất đi những cái sự phước hạnh ở trong vương quốc Đức Chúa Trời đã cho chúng ta. Bởi vì trong Chúa Jesus Christ, Ngài đã ban chúng ta tất cả những thứ phước thiêng liêng mà Chúa muốn. Tại sao Chúa ban? Trừ thì Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm chúng gì chứ? Chúa Jesus nghèo để sao? Để chúng ta trở nên giàu có. Chúa Jesus gánh tất cả bệnh tật chúng ta để sao? Để chúng ta được lành bệnh. Chúng ta phải tin để chúng ta kinh nghiệm điều đó. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi bước đi với Chúa. Tôi kinh nghiệm được những sự chữa lành. Đến ngày hôm nay, 9 năm nay, tôi bước đi với Chúa. Tôi không có tin cậy vào khả năng thuốc men. Tôi không có chọc thuốc men, thưa quý vị. Kinh Thánh chép là A merry heart does good like a medicine. Tâm lòng mình vui vẻ giống như là liều thuốc tốt. Giống như liều thuốc tốt, ok? Đó. Ở đây Chúa muốn chúng ta biết là vương quốc Đức Chúa Trời đã đến rồi, đến thế gian hơn 2.000 năm. Chúa muốn chúng ta qua chúng ta để bày tỏ cho vương quốc Đức Chúa Trời tiếp tục nối dõi, giống như là chúng ta nối dõi Peter, chúng ta nối dõi Phaolô. Phaolô đã qua đời rồi, Phêrô đã qua rồi, Philip đã qua rồi. Philip đó, Philip đó, hồi nãy tôi nói Philip dặn Tin Lành Đấng Christ, ở đây tôi mở lại Philip đi. Hồi nãy tôi quên, tôi chia sẻ cái phần kia, tôi quên cái phần Philip trong Công vụ các sứ đồ đoạn 8. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 đi ha. Philip đây là Philip. Philip đoạn đoạn 8 câu 12 đây. Nhưng khi họ đã tin Philip này rao giảng Tin Lành về vương quốc của Đức Chúa Trời, thấy không? Chúng ta thấy Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời và danh Chúa Giêsu Christ cho họ, thì cả nam lẫn nữ đều báp têm. Ok. Chính xin để báp têm, chúng ta quay lại cái Philip xuống thành Samaria câu 5 á, rao giảng Đấng Christ cho dân ở đó. Đoàn dân nghe và thấy những dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông, thấy không? Đó, vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám, nhiều người bại và què cũng được chữa lành, vì thế trong thành tràn ngập niềm vui. Cho nên á, tin tin lành của Đấng Christ hay là tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời đó, là nó đem đến cái sự vui mừng đó. Cho nên thiên sứ báo tin chúng ta là hãy vui mừng đó. Tại vì sao? Thế gian đã ban cho chúng ta Đức Chúa Trời đã ban chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Cho nên con cái của Chúa, nhiều người không biết vui mừng là cái gì đó. Hồi nãy tôi mới làm chứng cho quý vị là Chúa dạy tôi là bất cứ con làm gì đó, mặc dù con làm hết lòng, nhưng với điều kiện phải làm trong có sự vui mừng, thì con sẽ có phần thưởng, con sẽ kinh nghiệm phần thưởng. Tại vì Chúa không có thích những người ban cho một cách ép uổng hay là ép lòng. Chúa nhận đón nhận những cái gì mình ban cho Chúa một cách vui lòng. Amen. Đây là lẽ thật Chúa mới dạy tôi thêm một sáng nay. Bây giờ tôi chia sẻ cho quý vị, nếu quý vị hiểu được điều này. Đương nhiên đôi lúc mình cố gắng, mình làm bằng sức lực của mình cảm thấy rất là giống như là bức xúc trong lòng mình. Nhưng mà khi mình cậy nơi ân điển của Chúa, quyền năng siêu nhiên của Ngài, hôm nay tôi sống trong cái sự vui mừng đó. Tôi nói cảm ơn Chúa, con nói với Chúa rằng con muốn làm cái gì trong cái sự vui mừng, không phải là nghiến răng cắn môi chịu đựng, nhưng mà trong cái sự vui mừng. Cho nên mình sống ở thế gian này, Chúa muốn sống trong sự vui mừng. Khả năng của mình không có làm được, nhưng mà bởi quyền năng của Thánh Linh chúng ta sẽ làm được. Trong cái vương quốc của Đức Chúa Trời, Chúa là đấng đấng Chúa cũng là đấng vui mừng. Chúa ban cái sự vui mừng cho chúng ta. Đó, khi chúng ta đọc là Now the God of hope fill you with all joy and peace, with all joy. Ai là Đức Chúa Trời của sự bình an, là ban Đức Chúa Trời của sự hy vọng, nó ban chúng ta cái sự vui mừng. Chúng ta đọc trong Roma đoạn 15 đây ha, 15 câu 13, ok. Tôi rất là thích câu này. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng. Ở đây là nó là Đức Chúa Trời nguồn hy vọng, nhưng mà trong tiếng Anh dịch là The God of Hope, tức là Đức Chúa Trời của sự hy vọng, làm cho anh em tràn ngập niềm vui, thấy không? Đức Chúa Trời của sự hy vọng đó, Đức Chúa Trời đó làm tràn ngập niềm vui trong lòng mình, tức là niềm vui mà cái sự vui mừng đó, và bình an trong đức tin đó. Niềm vui từ đâu mà đến? Từ Đức Chúa Trời. Niềm vui của thế gian nó rất là tạm bợ, nhưng mà niềm vui của Đức Chúa Trời nó rất 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 là, phải nói là nó vượt quên tất cả hoàn cảnh. Cho nên ông nói hãy vui mừng, ông Phaolô nói hãy vui mừng luôn luôn. Chúa Giêsu bởi cái sự vui mừng chịu đựng thập tự giá, Chúa muốn chúng ta cũng phải đến với Chúa. Chúng ta làm gì bằng cái sự vui mừng. Chúng ta cảm ơn Chúa. Amen. Hôm nay chúng ta tôi chỉ cắt nhẹ về về vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm vương quốc Đức Chúa Trời ở thế gian đến sao, để chúng ta rao ra khi chúng ta chia sẻ đây là sứ điệp của vương quốc Đức Chúa Trời. Tất cả những tôi đang chia sẻ đây là sứ điệp của vương quốc Đức Chúa Trời. Đây là tin tức tốt lành sẽ giải phóng quý vị. Cho nên đây là lẽ thật, thưa quý vị. Lẽ thật này sẽ giải phóng quý vị, giúp đỡ quý vị kinh nghiệm Chúa, sau đó để chúng ta kinh nghiệm những bông trái của vương quốc Đức Chúa Trời.
Tất nhiên sau này khi chúng ta trở về với Chúa, chúng ta trong thế giới thuộc linh, chúng ta kinh nghiệm một cách, phải nói là sâu sắc hơn, một cách mãnh liệt hơn. Ok, amen. Xin Chúa thêm sức cho quý vị. Tôi cầu nguyện để quý vị khao khát lời Chúa, để quý vị ham mến lời Chúa. Thưa quý vị, tôi dám khẳng định với quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị dành thời gian tìm kiếm Chúa và đọc lời của Chúa, tìm kiếm Ngài. Quý vị sẽ kinh nghiệm những cái sự phước hạnh của vương của Đức Chúa Trời. Tại vì Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm ở thế gian này. Ở trên thiên đàng chúng ta đâu cần nhà lớn, chúng ta đâu cần nhà, cần xe, cần những cái sự giàu có đâu. Trên thiên đàng tất cả sự điều đó đều có hết. Tại sao Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm ở thế gian? Để chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Amen.